Năm 2022 tiếp tục là một năm thắng lợi với người trồng bưởi huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, với tổng sản lượng ước đạt gần 30.000 tấn, doanh thu gần 300 tỷ đồng. Phấn khởi bước vào vụ mới, hiện nay bà con nông dân đang tập trung chăm sóc để cây bưởi phục hồi và sinh trưởng phát triển tốt, tiếp tục cho năng suất và chất lượng cao. Về thăm vùng đất bưởi Chí Đám, những ngày này có thể cảm nhận không khí lao động nhộn nhịp của bà con nông dân. Ai cũng tất bật với việc chăm sóc bưởi sau thu hoạch. Gia đình ông Thọ có gần 100 gốc bưởi xỉu, đã vài chục năm tuổi. Ông cho biết, bưởi càng lâu năm càng phải chăm sóc kỹ lưỡng. Trong đó tập trung vào kỹ thuật chính là vệ sinh vườn trồng, tưới nước, bón phân, cắt tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh. Đây là cái mùa mà nó bắt đầu ra lộc này, ra hoa này, là sâu bệnh nó phát triển. Về mùa xuân đâu, về xuân thì cây nó phát triển là sâu bệnh cũng phát triển theo để nó ăn những cái lộc non hoặc là nó gây hại ở những cái lộc non, những cái đài hoa đấy. Thế là mình phải phun thuốc và đồng thời ra cắt tỉa cho nó quang để cho nó đỡ bệnh. Sau một năm cho quả, cây bưởi đã bị cạn chất dinh dưỡng, khả năng chống chịu sâu bệnh cũng yếu hơn. Do vậy, bà con nông dân cần kịp thời bổ sung dưỡng chất, giúp cây phục hồi. Đây cũng là thời điểm cây bưởi đang bắt đầu ra hoa. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, nếu không được chăm sóc đúng kỹ thuật, quả non rất dễ bị rụng, dẫn đến tỷ lệ đậu quả thấp, tăng năng suất không cao. Bên cạnh việc bón phân, cần chủ động phòng trừ nấm bệnh, gây hại cho hoa. Khi thu hoạch xong thì chúng tôi bón phân hữu cơ. Phân đã được ủ, nó mục rồi. Thế chúng tôi bón theo rìa tán cây. Bón xong thì chúng tôi nấp đất vào và chúng tôi tưới để cho cây nó hấp thụ. Năm 2023, huyện Đoan Hùng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chăm sóc diện tích bưởi thời kỳ kinh doanh với khoảng 1.800 ha. Để nâng cao năng suất, chất lượng quả bưởi, huyện cũng đã triển khai mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng vùng bưởi hàng hóa tập trung của huyện Đoan Hùng với quy mô 300 ha. Ngành nông nghiệp đã tích cực đồng hành cùng với bà con nông dân trong suốt quá trình chăm sóc cây bưởi. Ủy ban dân huyện Đoan Hùng sẽ tiếp tục là chỉ đạo để chăm sóc các diện tích bưởi đã cho cái năng suất và chất lượng ổn định, đồng thời cũng tiếp tục trồng bổ sung, trồng rậm, trồng thay thế đối với một số cái cây bưởi mà nó cho năng suất và chất lượng nó cũng chưa được đảm bảo, để đảm bảo để tạo ra các cái sản phẩm tốt nhất để đưa ra đến tay người tiêu dùng. Sau một năm bội thu, người trồng bưởi của huyện Đoan Hùng lại cần mẫn chăm sóc vườn bưởi. Việc áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc bưởi sau thu hoạch sẽ giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, đưa cây vào đúng thời vụ, đảm bảo năng suất, chất lượng quả, từ đó góp phần nâng cao giá trị, thu nhập cho bà con nông dân.